Rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng chập chờn hôm nay, Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm và 1 tum. Nhà có mặt tiền mái thái hình chữ A, căn bên trái đây quý vị nhá. Và căn bên phải này thì đã vừa bán rồi. Căn nhà hôm nay mình giới thiệu cho quý vị có diện tích chiều ngang là 5m, chiều dài 15m. Thiết kế 1 trệt 2 lầu. Công năng sử dụng căn nhà này gồm phòng khách, phòng bếp. Nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Đây là con đường phía trước của căn nhà. Đường thông 7m với hè mỗi bên là 3m quý vị nhé. Nhà có hướng chính bắc. Và đây là khu dân cư cao cấp, an ninh yên tĩnh bậc nhất của phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà có địa chỉ phường An Phú, thành phố Thuận An, gần vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này, hãy liên hệ với Hồng Sơn qua số điện thoại 0983 155 009. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Nhà có giá 3 tỷ 990 triệu đồng quý vị nhé. Mặt tiền được chủ nhà ốp gạch lên tới trên và chủ nhà có làm 2 lớp cửa. Ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Khu vực đây thì mình có thể chạy xe hơi vào trong phòng được luôn quý vị nhé. Chủ nhà thiết kế sân đậu xe hơi nối dài với phòng khách và phòng bếp ở tầng trệt. Chủ nhà thiết kế cầu thang đi sát bên hông. Trong đây là khu vực phòng khách của căn nhà. Phòng khách thì có sofa, có kệ tivi ở dưới gầm cầu thang đấy quý vị nhé. Và khu vực ở ngoài thì mình chạy xe hơi vào đây và để thêm được khoảng 2-3 chiếc xe Honda. Thoải mái nhé. Trong đây là khu vực phòng bếp. Bếp thì được chủ nhà kê sẵn một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây rồi. Phía cuối là khu vực giếng trời cũng như là phòng vệ sinh của căn nhà. Đây là khu vực phòng bếp quý vị này. Phía trên có quạt trần Panasonic nhé. Và ở đây thì có khu vực giếng trời ở đây. Khu vực dưới rất là rộng quý vị ạ. Và đây là phòng vệ sinh ở tầng trệt này. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa rồi cùng Hồng Sơn lên lầu trên để ta tham quan chi tiết ở trên. Từ vị trí phòng bếp thì mình nhìn ra khu bếp và phòng khách là khu vực này. Cho tới khu vực ngoài là sân đậu xe hơi. Khu vực đây thì đang được xây dựng khá là nhiều quý vị nha. Nhà bên đây thì bên Hồng Sơn có chào bán nhà hướng đông, hướng tây, hướng chính nam, chính bắc. Quý vị hãy liên hệ với Hồng Sơn để đi xem trực tiếp. Quý vị có thể xem thêm trên Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage đều mang từ khóa Nhà đất Hồng Sơn bán nhà Bình Dương. Lầu trên có 2 phòng ngủ hai bên và có 2 phòng vệ sinh riêng trong phòng. Phòng ngủ này thì có kệ tivi ở đây quý vị nhé. Và bên đối diện là khu vực bàn trang điểm cũng như là tủ áo, giường, tủ đầu giường. Và ở đây là ban công phía trước này. Bên đây là khu vực phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ nhất đây quý vị. Phòng vệ sinh riêng đây nhé. Mình sang tới khu vực phòng ngủ thứ hai. Đây là khu vực phòng ngủ thứ hai này. Có kệ, có bàn trang điểm và có phòng vệ sinh riêng đây. Đây là khu vực phòng vệ sinh riêng này. Bên đây có khu vực như là giường, tủ áo, tủ đầu giường, hệ thống máy lạnh, rèm đã được chủ nhà đi đường chờ hết rồi. Và ở đây thì có một cái ban công sân thượng phía sau ngay lầu 1 này quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị lên tiếp khu vực lầu trên để ta tham quan chi tiết ở trên. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Nhà đất Hồng Sơn nhận review nhà đất Bình Dương, báo giá chính chủ đưa ra. Quý vị đang có nhu cầu bán hoặc đang có nhu cầu mua ở, mua đầu tư hoặc là mua cho thuê thì hãy liên hệ với Hồng Sơn.
để có giá tốt nhất. Đây là khu vực giếng trời và chủ nhà thiết kế kê máy giặt phơi đồ khu vực này. Và đây là khu vực phòng thờ phía trước quý vị nhé. Mình có thể làm phòng ngủ thứ tư ở đây được. Phòng này rất rộng và chủ nhà có gắn cửa cũng như là đi đường chờ máy lạnh ở đây. Đây là phòng ngủ thứ tư quý vị nhé. Và bên đây là khu vực phòng ngủ thứ ba. Đây có giếng trời ngay đây này. Phòng ngủ thứ ba ở đây quý vị. Phòng ngủ thứ ba có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn. Vậy thì nhà này có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh riêng trong cái phòng ngủ thứ ba quý vị nhé. Một căn nhà rất đẹp, có giá 3.990.000 đồng. Diện tích chiều ngang 5m, chiều dài 15m, full thổ cư, có địa chỉ phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Video của Hồng Sơn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.